Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ tư ngày 5 tháng 6 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên chất vấn tại kỳ họp Quốc hội. Ban Thường vụ tỉnh ủy làm việc với huyện Văn Lâm. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với đại sứ quán Hàn Quốc. Hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 công lập và các môn chuyên. Nhân ngày môi trường thế giới 5 tháng 6, chương trình có bài quyết liệt ngăn ngừa sự cố môi trường. Công an huyện Văn Giang kịp thời bắt giữ các đối tượng cướp tài sản vào ban đêm. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 hôm nay dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa 15 tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực kiểm toán, văn hóa, thể thao và du lịch. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên gồm Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh dự và tham gia chất vấn. Đặt câu hỏi chất vấn Tổng Kiểm toán Nhà nước, đại biểu Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên cho rằng, kết quả và kiến nghị kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm đã giúp cho các đại biểu Quốc hội có nhiều thông tin về quyết toán ngân sách nhà nước, từ đó xem xét bấm nút phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước do chính phủ trình. Đại biểu đề nghị cho biết, Kiểm toán nhà nước đã, đang và sẽ có những giải pháp gì để tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm toán, báo cáo, quyết toán ngân sách nhà nước? Kính thưa Quốc hội, về câu hỏi chất vấn của đại biểu Nguyễn Đại Thắng đoàn Hưng Yên, theo chiến lược phát triển kiểm toán đến năm 2020 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, thì phấn đấu đến 2030 kiểm toán nhà nước phải thực hiện kiểm toán 100% báo cáo quyết toán của các bộ ngành và địa phương. Chúng tôi cũng đã tiến hành theo dõi, đôn đốc xem việc thực hiện kết luận kiến nghị kiểm toán đối với các cái bộ ngành địa phương, và trong thời gian tới các cái giải pháp để nâng cao cái chất lượng, thứ nhất là kiện toàn về cơ chế chính sách, cái thứ hai là nâng cao năng lực trình độ của kiểm toán viên, cái thứ ba là ứng dụng công nghệ thông tin, cái thứ tư là tăng cường cái kiểm tra kiểm soát chất lượng, làm sao mà để nâng cao cái chất lượng kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước. Chiều nay, Ban Thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên có cuộc làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Văn Lâm về tình hình kết quả công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023, những tháng đầu năm 2024. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Báo cáo của Ban Thường vụ huyện ủy Văn Lâm cho thấy, đến hết năm 2023, có 8 trên 20 tiêu chí đạt mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25 đề ra. Có 9 tiêu chí cơ bản đạt và còn 3 tiêu chí chưa đạt. Trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2023 đạt 9,22%, công nghiệp xây dựng chiếm tới trên 81% trong cơ cấu kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người tính theo GDP đạt 131 triệu đồng, cao hơn mức bình quân của tỉnh. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 đạt trên 5.300 tỷ đồng, vượt trên 55% kế hoạch. Bước sang 5 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách đạt trên 5.100 tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch thu cả năm. Tỷ lệ hộ nghèo là 0,8%, thấp hơn mức trung bình của tỉnh. Tiếp tục đứng trong top đầu của tỉnh về giáo dục đào tạo, cải cách hành chính. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng, một số dự án còn chậm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, một số địa phương chưa quyết liệt trong xử lý vi phạm đất đai. Trong những tháng cuối năm, huyện Văn Lâm tập trung cao độ để chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, quyết liệt giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Huyện Văn Lâm cũng kiến nghị một số vấn đề cụ thể về thực hiện chương trình phát triển đô thị, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, thực hiện kế hoạch đầu tư công, lĩnh vực môi trường, công tác tuyên giáo và công tác tổ chức. Trong đó, để thực hiện chương trình phát triển đô thị theo mục tiêu đến năm 2025, huyện Văn Lâm đạt tiêu chí đô thị loại 4, khu vực trung tâm huyện đạt tiêu chí đô thị loại 3. Đến năm 2030, trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Huyện đang cần nguồn lực trên 4.000 tỷ đồng cho hạ tầng giao thông, hạ tầng các cụm công nghiệp và hạ tầng xử lý môi trường. Nội dung chi tiết của hội nghị cùng những ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư tỉnh ủy
sẽ được chúng tôi chuyển tải trong chương trình thời sự sau. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, ông Park Jin Hong, Ủy viên Đại sứ quán Hàn Quốc, bày tỏ nguyện vọng cùng tỉnh Hưng Yên lên kế hoạch, lịch trình cho chuyến thăm làm việc với tỉnh Hưng Yên của ngài Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Dự kiến diễn ra vào tháng 6, đồng thời mong muốn lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tạo điều kiện chấp thuận chủ trương triển khai mở rộng khu công nghiệp sạch và các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm và làm việc với đoàn công tác Đại sứ quán Hàn Quốc. Đồng chí giới thiệu với đoàn về tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp, khái quát những thế mạnh trong thu hút đầu tư, quy hoạch phát triển tỉnh Hưng Yên trong những năm tiếp theo. Đồng chí đánh giá cao các doanh nghiệp, tập đoàn của Hàn Quốc đã đầu tư vào tỉnh. Hưng Yên sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư mở rộng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời sẽ phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện cho chuyến thăm và làm việc của ngài Đại sứ quán Hàn Quốc tại tỉnh Hưng Yên. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kim Động vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 23, nhiệm kỳ 2024-2029. Tới dự có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Kim Động vận động nhân dân ủng hộ trên 15 tỷ đồng, hiến hơn 7.000 mét vuông đất, 1.900 ngày công nâng cấp mở rộng đường giao thông, các công trình phúc lợi xã hội. Quỹ vì người nghèo các cấp trong huyện vận động được trên 10 tỷ đồng, hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 10 tỷ đồng. Toàn huyện có hơn 4.000 gia đình đạt danh hiệu, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền các cấp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình tự quản, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở các khu dân cư. Đến nay, toàn huyện có 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, 10 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đại hội đã hiệp thương cử 46 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kim Động, nhiệm kỳ 2024-2029, hiệp thương cử 19 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Chiều qua tại trụ sở tỉnh đoàn, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam làm việc với tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hưng Yên. Sự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hưng Yên được thành lập từ năm 2007, hiện có 60 hội viên. Hội đã tích cực xây dựng phát triển thế hệ doanh nhân mới, liên kết đẩy mạnh tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, đối thoại chính sách, mở rộng hợp tác kinh tế trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, từ năm 2011 đến nay, hội không tổ chức được đại hội nên số lượng hội viên giảm, không tổ chức được các hoạt động. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận về việc thực hiện các quy trình, cơ cấu công tác tổ chức nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, giải pháp xây dựng kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động hội trong thời gian tới. Đối với công tác xây dựng kiện toàn tổ chức và hoạt động Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng giao cho Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh hỗ trợ tổ chức Đại hội Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh bảo đảm theo đúng quy định, khẩn trương hoàn thiện đề án nhân sự, chuẩn bị chu đáo các điều kiện bảo đảm tổ chức đại hội thành công. Sáng nay, đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên dự sinh hoạt thường kỳ tháng 6 năm 2024 với chi bộ khu phố Bãi Sậy, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên. Trong tháng 5, khu phố Bãi Sậy hoàn thành vượt chỉ tiêu đóng góp quỹ nạn nhân chất độc da cam, khu phố duy trì thực hiện tốt chương trình 10 của Thành ủy, tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Trong tháng 6, chi bộ tuyên truyền phối hợp với các ban ngành đoàn thể triển khai hiệu quả hoạt động sinh hoạt hè, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, vận động nhân dân khu phố tiếp tục chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng chí Phạm Huy Bình thông tin tới các đảng viên về kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, chi bộ tiếp tục đoàn kết, duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, tuyên truyền vận động nhân dân trong khu phố, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động do phường, thành phố phát động.
Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào vừa dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2024 và thăm hỏi động viên các chiến sĩ của thị xã tham gia huấn luyện tại Trung đoàn 101, Sư đoàn 325, Quân đoàn 12 tại thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Sau 3 tháng được tham gia huấn luyện với phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, các chiến sĩ mới của các đơn vị đã trưởng thành vững vàng về mọi mặt, nhận thức đầy đủ hơn về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 147 chiến sĩ của thị xã Mỹ Hào phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện, tổ chức huấn luyện chặt chẽ nghiêm túc, hoàn thành 100% nội dung chương trình đề ra. Sau lễ tuyên thệ, lãnh đạo thị xã tổ chức gặp mặt động viên tặng quà các tân binh là con em của quê hương. Hôm nay, hơn 17.700 thí sinh trên toàn tỉnh bước vào ngày thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025. Buổi thi diễn ra an toàn, đúng quy chế. Thay vì làm bài thi tổng hợp 3 môn như những năm trước, thí sinh dự thi một tiếng Anh, thời gian làm bài là 60 phút. Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm ở cả 4 mức độ kiến thức là nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao để phân loại thí sinh. Các thí sinh cho biết nếu có sự ôn tập kỹ lưỡng có thể dễ dàng đạt được mức điểm 7 đến 8. Em cảm thấy có khoảng 2 đến 3 câu khó thôi ạ. Em nghĩ là có dễ dàng để đạt điểm 9, điểm 10 ạ. Một chút phần là ở liên hệ bên ngoài thôi ạ. Còn hầu hết là đều có trong sách giáo khoa. Em cảm thấy rất là vui ạ. Vâng, và em cũng mong là điểm lần này sẽ đạt điểm trên 9, điểm cao như hy vọng. Em thấy cái đề này cũng khó, tương đối khó, nhưng mà đối với những người giỏi thì em nghĩ họ có thể đạt được 9-10. Đề này đối với em thấy có 5 câu là khó. Một nửa là sự liên hệ bên ngoài, một nửa là kiến thức dựa vào sách giáo khoa và được thầy cô dạy. Em chỉ nghĩ mình ở trên 7 điểm thôi. Buổi chiều, gần 1.000 thí sinh đăng ký dự thi vào trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên tham gia bài thi môn chuyên. Môn chuyên có hình thức tự luận, thời gian làm bài là 150 phút. Kết thúc giờ làm bài thi, đa phần các thí sinh đều nhận định đề thi môn chuyên năm nay vẫn giống cấu trúc đề mọi năm với các câu hỏi vận dụng cao chiếm phần lớn để thực sự đánh giá được lực học của học sinh, tuyển chọn được các học sinh có kiến thức tốt, có năng lực tư duy vào các lớp chuyên. Ngày thi cuối cùng diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, kỷ cương trường thi tiếp tục được tăng cường, kỷ luật phòng thi được duy trì nghiêm tại tất cả các điểm thi, công tác đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi và công bằng cho tất cả các thí sinh tham dự thi được làm tốt. Kết thúc buổi thi có 151 thí sinh bỏ thi môn tiếng Anh, một thí sinh bỏ thi môn chuyên. Toàn tỉnh không có cán bộ, giáo viên và thí sinh dự thi vi phạm quy chế. Thưa quý vị và các bạn, như vậy kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 đã kết thúc. Xin chúc mừng các sĩ tử đã hoàn thành tốt các bài thi của mình. Ngay sau khi kỳ thi kết thúc, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên sẽ tổ chức công tác chấm thi. Đối với những thí sinh thi trường trung học phổ thông không chuyên, điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi, trong đó môn toán và ngữ văn nhân hệ số 2 và không có bài thi nào đạt dưới điểm 1. Đối với các thí sinh thi trường trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, điểm xét tuyển là tổng điểm 4 bài thi, trong đó môn chuyên nhân hệ số 2 và không có bài thi nào dưới điểm 2. Theo số liệu của Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh Hưng Yên, 5 tháng đầu năm 2024, các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp tỉnh chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng được khoảng 24 ha. Cùng với đó, các chủ đầu tư hạ tầng đã đẩy nhanh xây dựng. Các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã thực hiện xây dựng hạ tầng khu công nghiệp được trên 80 ha bằng 110% cùng kỳ năm 2023. Hoạt động xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp được tăng cường đẩy mạnh. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cơ quan đơn vị xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên thực hiện cấp điều chỉnh 8 lượt giấy phép xây dựng, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng đối với 6 dự án đầu tư. Tổ chức kiểm tra chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với 5 dự án đầu tư. Thụ lý 5 lượt hồ sơ thủ tục hành chính, đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.
Đến hết tháng 5, huyện Ân Thi đã thu ngân sách được hơn 1.000 tỷ đồng, vượt gần 300% so với dự toán và tăng 170% so với cùng kỳ năm 2023 và là số thu cao nhất của huyện từ trước đến nay. Nguyên nhân là do huyện và các phòng ban chức năng đã tập trung đôn đốc các khoản thu ngay từ những ngày đầu năm, trong đó thu nhiều nhất là từ nguồn đấu giá đất với trên 700 tỷ đồng. Trong đó có những địa phương như xã Nguyễn Trãi thu được khoảng 150 tỷ đồng. Được biết, trong các tháng đầu năm nay, Ân Thi là một trong những huyện có số thu cao nhất từ đấu giá đất. Đây cũng là nguồn lực quan trọng để huyện có kinh phí đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, đặc biệt là hoàn thiện các tiêu chí xây dựng hạ tầng phục vụ chương trình phát triển nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu tại địa phương. Ngoài đấu giá đất, các khoản thu từ hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện cũng đạt khá. Huyện Ân Thi đang phấn đấu các tháng cuối năm sẽ thu ngân sách được từ 500 đến 700 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Hưng Yên luôn chủ trương phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, hướng đến sự phát triển bao trùm và bền vững. Đã có nhiều giải pháp gắn liền sản xuất với bảo vệ môi trường được triển khai quyết liệt, hiệu quả, giúp cho tỉnh Hưng Yên xếp thứ tư của cả nước về chỉ số xanh cấp tỉnh PCI. Và trong đó, ngay cả việc xử lý khắc phục các vụ việc gây tác động đến môi trường, ngăn ngừa nguy cơ cũng được quyết liệt, nhanh chóng triển khai. Câu chuyện tại khu công nghiệp dệt may Phố Nối trong phóng sự được thực hiện nhân ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 sau đây là một ví dụ. Từ đầu năm đến nay, tại khu công nghiệp này có 3 doanh nghiệp và chủ đầu tư hạ tầng bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên xử phạt 1,3 tỷ đồng do để nước thải bị tràn hoặc xả vào hệ thống thoát nước mưa. Ngay sau đó, không chỉ đưa vào vận hành nhà máy xử lý nước thải số 2 nâng công suất từ 12.000 lên 20.000 mét khối ngày đêm, đơn vị quản lý hạ tầng khu công nghiệp dệt may Phố Nối còn xây dựng hệ thống trung gian để có thể linh hoạt điều phối nước thải về hai nhà máy xử lý. Chúng tôi đã xử lý được triệt để cái vấn đề là tràn nước thải ở hệ thống thu gom. Cộng thêm nữa là chúng tôi cũng xây dựng thêm một số hệ thống thu gom để linh hoạt có thể chuyển các nhà máy có thể là xử lý ở thu gom về nhà máy 2 hoặc xử lý thu gom về nhà máy 1. Bên cạnh giải pháp nâng cấp về hạ tầng, cơ chế phối hợp kiểm soát nguồn nước sạch đầu vào và nguồn nước thải đầu ra cũng có sự thay đổi. Nguồn nước sạch bên ngoài từ nhà máy nước dị xử để đáp ứng nhu cầu sử dụng từ 300 đến 400 mét khối mỗi ngày, doanh nghiệp này phải được đơn vị quản lý hạ tầng cho phép đấu nối và kiểm soát lưu lượng nước vào, nước ra. Các phụ lục hợp đồng cũng được bổ sung những điều khoản ràng buộc chặt chẽ hơn. Từ đầu vào, được quản lý chặt chẽ, có thể kiểm soát được cả đầu ra. Lưu lượng sử dụng đã có thông qua đồng hồ. Đồng hồ mình ghi chỉ số, ghi đồng hồ bao nhiêu thì sẽ cái chỉ số này sẽ được thông báo và sẽ được bên công ty hạ tầng cũng sẽ nắm được. Cái đầu ra thì tính theo 90% của cái lượng nước sạch đầu vào. Thì khi mà chỉ số không đáp ứng được 90% thì sẽ lấy cái chỉ số mắc là 90% để tính lưu lượng nước thải xả ra. Trong phụ lục hợp đồng chúng tôi ký thêm là chúng tôi là có quyền kiểm tra đột xuất hệ thống nước mưa, nước thải trong các doanh nghiệp. Nếu mà các doanh nghiệp không tuân thủ thì chúng tôi sẽ có những cái biện pháp, ví dụ như là tạm dừng cái cung cấp dịch vụ. Để nắm được rõ hệ thống thoát nước thải của từng doanh nghiệp đang nằm ở đâu, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên cũng đang tiến hành rà soát tại hơn 30 doanh nghiệp thuộc giai đoạn 2 của dự án khu công nghiệp dệt may Phố Nối. Sẽ không còn tình trạng doanh nghiệp tự ý đấu nối hay xây thêm các hệ thống thoát nước thải. Bên cạnh đó, đơn vị quản lý hạ tầng khu công nghiệp cũng tăng cường đi kiểm tra các vị trí đấu nối. Và đây là các giải pháp nhằm khắc phục triệt để những tồn tại hạn chế, không để tái diễn vụ việc tương tự như thời gian vừa qua. Khoảng 2 giờ 40 phút ngày 30 tháng 5 năm 2024, hai thanh niên đi mô tô trên đường Tô Quyền hướng từ xã Long Hưng đi đến cầu vượt thuộc đoạn đường đôi thì bị 6 nam thanh niên đi trên 3 xe ô tô chặn đầu xe lại và dùng đao kiếm dí vào cổ rồi cướp đi một điện thoại di động iPhone, một lắc tay và một số vật dụng khác. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Văn Giang đã triển khai xác lập chuyên án và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị có liên quan để lần theo dấu vết và truy bắt nhóm đối tượng gây án. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh chấn áp tội phạm, đến ngày 2 tháng 6 năm 2024, Công an huyện điều tra làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng gây án, gồm Đào Trung Hiếu sinh năm 2008 ở xã Long Hưng, Hoàng Đức Phong sinh năm 2009, Đỗ Duy Tuấn sinh năm 2008, Phan Tiến Dũng sinh năm 2008, đều ở xã Tân Tiến, huyện Văn Giang. Hiện Công an huyện Văn Giang đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.